Tôi vẫn khẳng định rằng Dương chỉ nên làm nhạc thôi. Chỉ nên làm nhạc thôi. Kiếm nhìn ra cái miếng giấu vô. Ừ đúng rồi. Cái miếng lạnh lạnh dưới cái tủ lạnh. Em à, thứ nhất là có tài chánh nè. À, thứ hai là tài phạm Tuấn Lưu. Tài phạm Tuấn Lưu. Phạm Lưu Tuấn Tài. Chà, miếng mãn liên tục, hay quá. Em nghĩ á, cái tài bên đó có cái tài nhất luôn. Là cái tài hop, là cái top 2 á. Tài hop, là cái top 2 á. À, tài hop là top 2 chứ. Ừ. Ê, có biết rap không? Yếu nghề. Yếu nghề. Vì chính thức của các anh trai chùa bóp, trời phải tới. Gamuda Land, nhà kiến tạo đô thị xanh đến từ Malaysia. Có một cái điều đặc biệt là hồi nãy chị Cam chị diễn xong rồi chị mới nói với em là thôi chị không cần ở lại để coi kết quả nữa đâu. Vì chị biết rồi. Biết kết quả rồi ạ. Đội mình thứ mấy anh nè? Tốt. Anh ơi, nhưng mà lúc mà em thấy chị Orange chỉ đi về cái mặt chỉ buồn lắm. Chị thất vọng. Em có thấy hả? Chị nói là thôi chị biết kết quả rồi, chị đi về đây. Chị đi về đây. Em thấy vậy. Anh Dương tôi mới cũng thấy Orange bước về buồn bã anh. Sao cưng, em thấy sao? Dạ em cũng thấy chị Orange đi về buồn lắm. Ý là chị bảo là chị biết kết quả rồi, nhưng mà em nghĩ là ý khác, không phải ý như anh Hiếu nói đâu. Mà là ý gì? Là chắc là chị biết kết quả ở dưới đấy. Là rắn. Khoan để xíu. Chúng tôi cần thời gian để lốt cái ý này. Tôi vẫn khẳng định rằng Dương chỉ nên làm nhạc thôi. Chỉ nên làm nhạc thôi. Kiếm nhìn ra cái miếng giấu vô. Ừ đúng rồi. Cái miếng lạnh lạnh dưới cái tủ lạnh. Xin hỏi anh trai quân AP. Sao? Với tất cả những cái thái độ mà khinh khi của những đối thủ còn lại, anh còn đủ tự tin không? Và anh muốn nói gì với họ? Em cũng không biết phải nói thế nào nữa chứ. Mọi người thấy mặt em có bớt tự tin đi không ạ? Em nghĩ là bọn em sẽ chắc chắn là top 1 rồi. Tại vì bọn em đã có rất nhiều loại tài. Bắt đầu từ Hurricane. Em đầu tiên em nghĩ là em có một cái tài đó là tài hop. Là? Tài hop là top 2. Tài hop là gì? Tài hop là top 2. Top 2. Còn em không có gì nhiều. Em là tài đẹp chết. Là? Top đẹp trai. Ráng chấp nhận thôi chứ tài đẹp chớp là top đẹp dài đó nha. Em thì có hai loại tài lận. Em thứ nhất là có tài chánh nè. Thứ hai là tài Phạm Tuấn Lưu. Tài Phạm Tuấn Lưu. Phạm Lưu Tuấn Tài. Chà, miếng mãn liên tục, hay quá. Anh Tài, anh có gì anh Tài? Để coi Tài Cần Thơ biến anh là gì. Em thì em nghĩ là lý do tụi em là top 1. Dạ. Bởi vì tụi em là Tài Lương Trong, là chồng tương lai của tụi em. Chồng tương lai của tụi em. Hay quá. Hay quá. Em xin ơi, miếng nó mạnh quá. Em nghĩ á, cái tài bên đó có cái tài nhất luôn. Là cái tài hop, là cái top 2 á. Tài hop, là cái top 2 á. À, tài hop là top 2 chứ. Ừ. Ê, có biết rap không? Yếu nghề. Yếu nghề. Yếu nghề. Yếu nghề. Yếu nghề. Yếu nghề. Đúng rồi, yếu nghề. Em phản đối. Em phản đối. À khoan, chúng ta còn một người bạn nữa, đó là bạn C2. Em phản đối điều gì C2? Hồi nãy giờ ai cũng được nói lên ý kiến của mình hết. Mọi người xem em vô hình. Em biết xem vô hình không? Dạ sao? Tại em đứng kế Hiếu thứ hai đó. Nói gì nữa, nói gì nữa. Trời ơi, bữa nay Isaac nó ăn gầm cái gì mà nó mặn dữ vậy ta? Đội của anh Isaac thân mến, nếu như mọi người cũng tài thì em cũng tài. Em tài lắm. Hồi nãy giờ
thương nó, kệ nó, kệ nó đi, không sao đâu. Ở trọng nó nóng lắm, nên nó nói gì kệ nó. Live Stage 3, chúng tôi sẽ tạm dừng lại ở đây. Chúng ta vẫn còn hai tiết mục của hai nhóm nữa, và các bạn hãy chờ đợi đến những giây phút cuối cùng nha. Và đừng quên theo dõi Anh Trai Say Hi trên V Channel, V Giải Trí và V On. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Anh Trai Say Hi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty V Channel thuộc Đất Việt VAC Group Holdings thực hiện. Chương trình của chúng tôi được phát sóng vào 20 giờ thứ bảy hàng tuần. Quý vị và các bạn hãy tải ngay siêu ứng dụng giải trí V On về để xem Anh Trai Say Hi. V On, siêu ứng dụng giải trí để xem phim, show, ca nhạc và truyền hình phù hợp nhất với người Việt. Chúng tôi xin được cảm ơn nhà tài trợ chính Ngân hàng Quốc tế VIB dẫn đầu xu thế thẻ. Xin được cảm ơn đơn vị đồng tài trợ Trà Mật Ong Boncha, Thanh Mát Tự Nhiên Vui Gắn Kết. Xin được cảm ơn bia chính thức của Anh Trai Tupac Chơi Phải Tới. Xin được cảm ơn One Music Việt Nam, đơn vị phát hành độc quyền bản ghi Anh Trai C2. Còn bây giờ thì xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ bảy tuần sau cũng với chương trình Anh Trai C2. Để ta xin được chào mừng toàn thì quý vị và các bạn đang trở lại Live Stage 3 của Anh Trai Say Hi. Tính ra từ trước đến giờ, khi mà làm hàng xóm với nhau, Tú và Lily chỉ tham gia hai dự án song ca cùng nhau. Cho tới đây thì bắt đầu mới có một bản song ca tiếp theo, thì mình nghĩ mình sẽ cố gắng hết sức. Khá là khó có thể đấu lại những cái bài hát mà nó quá là dàn dựng một cách là cung phu đi. Bọn mình tới chương trình này để bọn mình tạo ra cái gì đó để trở thành dấu ấn và mọi người có thể nhớ đến nó. Dance Battle! Sáu đội, mỗi đội sẽ cử ra 3 thành viên để tham gia 3 lượt thi nhảy. Anh Trai Say Hi 20 giờ thứ bảy trên kênh HTV2 V Channel, xem sớm nhất trên siêu ứng dụng giải trí Vion.